Thưa quý vị, tình hình buôn lậu khu vực biên giới Tây Nam có chiều hướng gia tăng và phức tạp trở lại. Mặc dù lực lượng chống buôn lậu của Việt Nam và Campuchia tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhưng lợi dụng mùa mưa, nhiều đối tượng buôn lậu vẫn tăng cường hoạt động. Ghi nhận tại tỉnh An Giang. Với 100 km đường biên giới giáp với Campuchia, An Giang luôn là địa bàn được các đối tượng buôn lậu nhắm tới. Từ những con sông nhỏ như thế này, nếu không có lực lượng chức năng túc trực, chỉ trong tích tắc, các đối tượng sẽ nhanh chóng đưa hàng lậu vào nước ta. Đường cát, thuốc lá là những tang vật buôn lậu bị lực lượng biên phòng tại đây phát hiện và thu giữ. Theo ngành chức năng thì hoạt động buôn lậu ngày càng phức tạp và tinh vi. Các đối tượng thường chia nhỏ số lượng hàng hóa và đi theo nhiều đường mòn, đặc biệt là vào mùa mưa. Các đối tượng chia nhỏ hàng hóa là nhằm qua mặt ngành chức năng và để không bị xử lý hình sự. Từ đầu năm tới nay, ngành chức năng An Giang đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý tới 77 vụ buôn lậu, bắt 80 đối tượng. Đáng chú ý, buôn lậu ma túy có chiều hướng gia tăng. Khi đã bắt được các đối tượng vận chuyển, chúng tôi phải cố gắng làm sao truy xét hoặc mở rộng các vụ án để mở rộng ra để chúng tôi là bắt các đối tượng cầm đầu. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quần chúng nhân dân trong địa bàn, tổ chức triển khai đánh bắt là có hiệu quả, ngăn chặn đến mức thấp nhất các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại cũng như vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được ngành chức năng đẩy mạnh. Mục tiêu là giúp cho người dân vùng biên hiểu buôn lậu là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tù hoặc tử hình. Do đó, bà con tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay dù ở bất cứ hình thức nào.